Hi, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì mấy lần mà mình làm clip vô phay á, thì mình có vài bạn á, thì hỏi mình là, không phải hỏi nữa mà là nói mình làm súng này súng nọ đó, thì mình vẫn sẽ làm cho bạn. Nhưng mà có một bạn kêu mình làm cái khẩu lục mới đó, thì mình chưa tạm thời là chưa làm được. Tại vì phòng súng lục bây giờ khó kiếm lắm, thường mấy ông không có tạo mấy ông chơi. Nên mình sẽ theo yêu cầu của bạn kia là làm một cái clip về con Farbam này đấy. Sẵn hôm nay nó tặng con này mình làm luôn. Cũng hồi sinh ngay chúng. Ấy. Cái đéo gì thế? Cái đéo gì thế? Hết hồn. Có tiếng súng. Ấy. Kỳ cục vậy. Chết đi. Biết. Bắn này, bắn này, chết rồi. Chết. Ủa? À, nó bị sniper bắn. Ui. Con này bắn khá tốt, đam tới 700 mà. Giỡn mà. Giỡn với tôi hả? Ui. Tự nhiên hụt. Ui. Hay. Biết gấp ở đó luôn. Ê, hai thằng luôn. Thuộc, ít máu quá. Ê, chưa kịp chuẩn bị nữa, lo chảy kia. Lấy hồi sinh. Ê. Ui. Tiếng full đam. Ý nửa đam vậy chứ. Kỳ cục. Cái gì vậy? Cố giữ kiểu này thôi cho nó nằm trong top phải được rồi được. Không cần top 1 đâu. Giáp chống mà. Được không? Rình tôi hả? Thấy nó thấy mình hả? Mẹ xui. Ê ê ê ê ê ê. Có đứa nè. Có đứa, mệt. Nữa. À, tự nhiên cái lát mạng rồi chơi.
gì vậy? Biết. Còn nữa. Vãi, không giết được trong kia nữa. Phản xạ hơi nhanh. Tự nhiên cái đem theo cây Glock này chi không biết luôn. Rồi xong. Mưa. Tự nhiên bắn ngã vậy. Wow. Hay. Biết. Biết ngon lắm. Ờ hay. Sao hết chuyện sớm vậy? Nó tự nhiên không chấm tốt luôn. Kỳ cục vậy. Thấy đang còn trăm tự nhiên khi sau cái đoạn mà núp. Hết trận luôn. Trận quá nhanh luôn á. Thằng đầu mới có ba. Thằng này bao nhiêu nhất ba ba. Kỳ lá. Đúng tới hạng 9 lần không? Happy event gì nhân 2 nhân 3 luôn gì? Hai cái. Này ai mà có VIP nữa ghê ha. Thật sự thì mình tới 2 cây rồi. Cây này ở tặng nè. Còn cây của mình là... Cây của mình nè. Đam thì tới 700. Nói chung là cây này cũng khá tốt. Nếu như bạn nào thích bắn mét thì có thể lấy cây này bắn. Khá tốt. Thôi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.